Hello, xin mến chào tất cả các anh chị em, cô chú và các bạn đã quay trở lại với kênh Có Gì Đâu Đó nha. Và hôm nay em xin mời cả nhà mình quay trở về những món ăn đạm bạc, đó là hến xào sả ớt và canh spinach nấu hến nha. Đây là cái phần hến mà đông đá đó mọi người, sau khi em rửa sạch thì em để cho ráo nước. Rồi sau đó là cho miếng dầu vô nè, rồi sả ớt, tỏi em xay chung với nhau. Hôm bữa còn nấu bún mắm đó cho nên còn dư lại nè. Bây giờ cũng đủ để xào nè mọi người ha. Bây giờ bỏ vô xào lên cho nó thơm nè. Trời, bây giờ em đang nấu thơm quá mọi người. Bây giờ anh chị em có nghe mùi thơm chưa? Để em giờ em bỏ vô hến vô xào nè. Đó, nhìn gần thì con hến nó cũng hơi to đúng không? Trời, hồi xưa mà em một thời lăn lộn đi học nửa buổi, còn nửa buổi đi xuống những cái kênh rạch để mà đi cào hến đó mọi người. Cào một lần cả thao giặt đồ luôn vậy đó. Mà cào bằng cái gỗ xúc, mọi người biết ở miền Tây mình mà cái gỗ xúc to đó, đi xúc tép rồi đó. Là mình để xuống một cái là nhóc một cả đống luôn á, cả thao luôn á. Rồi bây giờ là qua trở về nấu nè, bỏ miếng một muỗng canh bột nêm rau củ với lại miếng đường nha. Ủa mà hến xào sả ớt có nước mắm không ta? Thôi kệ đi, hay bỏ vô miếng để cho nó mặn mà nha. Chứ bỏ muối thì chắc nó không có ngon bằng nước mắm ha. Người ta nói kho rồi phải có nước mắm chứ lúc nào cũng vậy đúng không? Đó, bây giờ thợ chuyên nghiệp nấu ăn cho nên đôi khi nó cũng bối rối lắm đó cả nhà ơi. Đó, rồi công việc tiếp theo của em là đứng xào lên, xào tới xào lui, khi nào mà nó ráo cái nước của nó ra là thôi. Nhưng mà em nêm nếm vẫn hơi lạc. Cái chén mua ớt ăn bún mắm hôm bữa còn đó, bây giờ không có ăn cho nên bỏ uổng, cho nên giờ mình lấy mua ớt mình nêm luôn nha, cho nó có gì nào đó là có gì mình xài hết nha mọi người. À, cái này là em áp dụng chính sách là bảo vệ môi trường, bảo vệ lưỡng túi tiền đâu nha. Rồi cái chảo hến của em xào hiện tại thì nó sắp sửa ráo rồi nè. Để coi có cái gì bỏ vô thêm nữa không nha. Rồi hành này cũng không còn tươi lắm. Thôi còn miếng bỏ vô luôn cho đặng rửa cái chén luôn nè. Đó. Nói chung là nấu nhà mình ăn thôi, cho nên cũng không có đãi khách mà cũng không có buôn bán, cho nên là có gì mình ăn gì cũng được đúng không? Ở nhà có gì xài hết. Sửa xe khô rồi nè, khô là dớt chanh luôn nha. Đó, hấp dẫn. Ngọt mà nó ngọt quá. Rồi, bây giờ là món hến xào sả ớt của em nó đã chín rồi nè mọi người ơi. Thì bây giờ em sẽ bắt đầu bỏ dầu dĩa ra, mời mọi người cùng ăn cho vui nha. Trời ơi, bây giờ được kiếm được cái dĩa cũng hơi bị lâu quá nha. Đó, bây giờ có hồi nãy thấy nhiều, bây giờ múc ra cũng đâu có nhiều đâu hả quý vị. Chắc là hến nó bị bốc hơi đó nè. Chứ em không có ăn dụng đâu nha, thiệt tình luôn á. Tạm thời là cái món hến xào sả ớt của em đã xong rồi này nha cả nhà ơi. Thấy cũng thơm thơm, ngon ngon đúng không? Đó, một lát nữa em sẽ mời cả nhà cùng ăn nha. Bây giờ thì em sẽ chuyển sang cái món thứ hai, đó là món canh spinach nấu hến nha. Spinach là cái lá này nó giống như tự như rau mùng tơi vậy, nhưng mà em mua người ta đông đá, người ta làm sẵn, người ta đông đá rồi mà chỉ việc mình nấu nước sôi lên mình để vô là nó giống là ăn được rồi. Đó, bây giờ thì em phi hành cho nó thơm thơm chút xíu nha. Đó, có miếng hành hôm bữa ha. Để coi ăn cái gì ta, ăn phở đúng rồi, nồi phở của chồng em đó. Em nấu cái này em ăn mình đó, chứ chồng em có nồi phở riêng rồi. Rồi bây giờ em sẽ xào hến cho nó thơm nha. À,
dạ, sau khi mà em đã xào thơm hến lên cho thơm thơm rồi đó, rồi bây giờ thì em đổ nước vô khoảng chừng một tô đủ ăn một bữa thôi mọi người, tại vì cái rau này đó là nó đông đá rồi nấu nó mau nhừ lắm, mà để ăn mà hâm đi hâm lại nó còn nhừ nữa nên không có ngon đó, nó giống như là rau mồng tơi vậy đó mọi người. Thì tới cái công đoạn này là ngồi đứng vớt bọt nè, rồi bài bản cũ là bắt buộc phải niêm hạt niêm rau củ hay là hạt niêm gì mà nhà anh chị em có đó thì bỏ vô cho nó đậm đà hương vị ngang đó. Bây giờ thì hến thì nó chín rồi, cái này không cần nấu lâu đâu tại vì người ta đã luộc sẵn rồi, mà bây giờ cái quan trọng là chờ nước đá của cái cục rau này nó nở nó tan ra nè mọi người ơi, tại vì cái rau mà đông đá rồi mình đâu có xả đá đâu, mình phải bỏ vô mình nấu luôn thì nó mới tươi được, chứ mà xả đá ra đó mà chờ mà xả ra nó rụt rã hết là hư luôn, là ăn không có được nha. Cô chú anh chị em xem video thông cảm giúp em nha, tại nhà có con nít trên nó hồi ồn á, tránh đâu cũng không thoát hết trơn mọi người ơi. Và đem bí mật bật mí cho mọi người cùng xem nha, cái đây là cái nồi phở của ông xã em nha, còn lại đó cho nên là ăn cái món này là em ăn thôi, một mình em chấp hết hai món luôn, món canh với canh rau với lại hến xào sả ớt nè, còn phở thì hả ông xã em không ăn, em nấu phở mà em nghe cái mùi phở là em hết ăn được luôn đó quý vị. Rồi thì bao nhiêu phút giây chờ đợi thì cái nồi canh của em nó cũng ổn áp lắm rồi đó, nhìn cũng ok đó mọi người ha. Rồi giờ em sẽ xin phép bốc ra tô mời mọi người cùng ăn nè. Đó thấy cũng rau xanh mơn mướt cũng ngon nha, mặc dù nó không có rau tươi cũng có nhưng mà làm biếng rửa đó mọi người, thôi mua đông đá cho nó lẹ. Đó bây giờ xanh cũng mơn mướt luôn nè, có miếng hến nổi nổi lên rồi ha. Rồi cái này là ăn với lại cơm nè, với hến là tuyệt vời nha. Đôi khi những cái món không phải là sơn hào hải vị nhưng mà canh rau đồ đạm bạc vậy mà ngon miệng đó cả nhà ơi, lâu lâu mình đổi khẩu vị một bữa nha. Đó cơm này em nấu rồi nè, cơm này đó bí quyết nấu cơm ngon đó là bỏ vô nấm nếp nha. Đó nấm nếp thì nó dẻo dẻo thơm thơm đó mọi người, còn ai mà sang chảnh nữa thì bỏ vô cộng dứa nha. Rồi bây giờ bắt em bới ra chén nè mà mọi người cùng ăn với em nha. Canh spinach nấu với hến, rồi hến xào sả ớt, rồi ăn với cơm trắng nè đó. Dạ em ơi, cả nhà mình cùng dùng cơm với em nha. Chúc cả nhà mình vào bếp nấu ăn ngon và ăn ngon miệng nha. Mấy cái món này ở Việt Nam dễ kiếm dễ tìm mà rẻ nữa nha quý vị. Ăn sạch nồi cơm luôn đó nghe. Bye bye cả nhà, nếu mà thích thì hãy mời nhờ anh chị em bấm like và chia sẻ và đăng ký kênh giúp em nha, để kênh em phát triển hơn, để em có tinh thần nấu ăn giúp giúp vui cho mọi người nha. Giúp vui thôi chứ mà giúp nấu ăn thì thua rồi. Cái này là có gì nấu đó nên không có bài bản nha anh chị em ơi. Bye bye cả nhà.